Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tết Nguyên đán Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ khô ráo. Bắc Ninh phát hiện sản phẩm y tế Trung Quốc ghi sán chữ Nhật Bản. Sơn La quan tâm thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công. Yên Bái, nguồn cung thị trường thịt lợn liệu có khan hiếm. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có kiến nghị chỉ đạo về việc vận hành các hồ chứa thủy điện để phòng chống hạn hán thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp dân sinh mùa khô năm 2019-2020. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan có liên quan căn cứ tình hình nguồn nước để xây dựng kế hoạch sử dụng nước cho sản xuất vụ đông xuân 2019-2020, đảm bảo tiết kiệm, khoa học và hiệu quả. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ tình hình nguồn nước hiện có và dự báo trong thời gian tới để chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và huy động điện từ các nhà máy thủy điện phù hợp với lịch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn điện cho sản xuất và cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong các tháng mùa khô. Thời điểm này, nhiều người đang rất quan tâm tới thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 để có thể lên kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi hay về quê đón Tết bên người thân. Và theo dự báo thì Hà Nội cũng như khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón Tết Nguyên đán trong thời tiết rét. Tại các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, nền nhiệt cả nước có xu hướng tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 1,5 độ, nhiệt độ thấp nhất toàn mùa từ 7 đến 9 độ C. Năm nay Hà Nội cũng như khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ đón Tết trong thời tiết rét, tại các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Tuy nhiên những đợt rét này chỉ kéo dài ngắn ngày. Miền Trung có khả năng có mưa do không khí lạnh trong dịp Tết Nguyên đán nhưng lượng không lớn. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo khô ráo, có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ từ 34 đến 35 độ, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp Tết này. Những ngày qua, thời tiết rét đậm, giữa ngày và đêm có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc gia cầm. Để bảo vệ đàn vật nuôi, thời điểm này việc thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho gia súc gia cầm được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền địa phương và các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai. Hiện toàn tỉnh có gần 110.000 con trâu bò, hơn 400.000 con lợn và trên 11,2 triệu con gia cầm. Để chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp khuyên cáo người dân chủ động gia cố, tu sửa, đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, có hệ thống rèm, bạt để che chắn đủ ấm. Đối với trâu bò, áp dụng các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn thô, xanh, nhất là rơm rạ và cỏ khô. Trong những ngày rét đậm, rét hại, cho ăn tăng lượng thức ăn tinh, bổ sung vitamin và chất điện giải để tăng cường sức đề kháng. Đối với gia súc, gia cầm khác, cho ăn đầy đủ theo chủng loại, số lượng, chất lượng và lứa tuổi. Vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi và thực hiện tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Theo dõi giám sát chặt chẽ cái tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi để có cái biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật, thường xuyên quét dọn, vệ sinh, xử lý chất thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, tẩy uế chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trong mùa đông năm nay có nhiều diễn biến phức tạp. Cả mùa đông sẽ chịu ảnh hưởng khoảng 15 đến 17 đợt không khí lạnh tăng cường, gây ra 3 đến 5 đợt rét đậm, rét hại. Do đó, người dân cần phát huy tính chủ động, tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi của gia đình mình nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất do giá rét gây ra. Từ đầu tháng 12 đến nay, xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh tăng cường gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Để bảo vệ vật nuôi, các hộ nuôi thủy sản đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét. Phóng sự được thực hiện tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trong những ngày này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ăn mồi của tôm. Để bảo vệ 35 vạn tôm thẻ chân trắng vừa thả đầu vụ đông, anh Vũ Đức Tuấn ở thôn 3 xã Hoàng Tân đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp để tăng mức nhiệt, kiểm soát các điều kiện để tôm sinh trưởng ổn định. Nhà tôi nuôi tôm thẻ chân trắng mùa đông này thì đã sử dụng cái nhà màng để nâng nhiệt ở bên trong ao. Thì cái nhiệt độ đã được nâng lên từ 7 đến 8 độ. Và ngoài ra thì đối với ao nuôi, chúng tôi cũng đẩy cái mực nước lên cao đến 1,5 mét để giữ, để tăng cái độ ấm cho nước.
và chúng tôi cũng bổ sung những cái khẩu phần ăn cho tôm tăng cường vitamin và đặc biệt là khoáng trộn để cho cung cấp dinh dưỡng cho tôm nhanh cứng vỏ. Theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản Quảng Ninh, trong tháng 12 này sẽ có từ 5 đến 7 đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu. Vì vậy, các hộ nuôi thủy sản cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động dự trữ vật tư và thực hiện các biện pháp phòng rét cho vật nuôi, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương khi phát hiện thủy sản nuôi có dấu hiệu bất thường để giảm thiểu rủi ro. Khi mà mùa đông đến, thì những cái sản phẩm mà đã đạt tiêu chuẩn thương phẩm thì thu hoạch. Và hai nữa, những sản phẩm mà chưa đến cái cỡ thu hoạch thì phải có những cái biện pháp phòng chống rét. Những cái ao ở ngoài trời thì chúng ta nâng cái mực nước lên và tăng cường cái sục khí và quạt nước để tăng cái oxy, hàm lượng oxy. Và những cái ngày trời rét đấy thì chúng ta phải điều chỉnh cái lượng thức ăn cho phù hợp để tránh lãng phí, và đấy là một cái nguy cơ để gây cái ô nhiễm cái ao nuôi. Cùng với đó, Chi cục Thủy sản cũng khuyến cáo các hộ nuôi có thể sử dụng thanh nâng nhiệt làm các giá thể để vật nuôi trú ẩn tránh rét, tiến hành kiểm tra bờ, các điểm sụt lún để kịp thời gia cố, tránh hiện tượng sói lở, rò rỉ nước trong ao và giữ cho môi trường nước đảm bảo các yêu cầu về độ pH, hàm lượng oxy để vật nuôi phát triển ổn định, nhất là trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài. Giá lợn hơi những ngày qua vẫn tiếp tục tăng, một phần do nguồn cung có dấu hiệu giảm, bởi trong 7 tháng vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đều bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh số lợn bị tiêu hủy do dịch, thì việc tái đàn cũng bị hạn chế, do đó khiến cho nguồn cung thịt lợn trong dân cũng bắt đầu khan hiếm. Đây cũng là nguyên nhân giá lợn hơi tăng một cách chóng mặt, khiến người tiêu dùng khó tiếp cận với loại thực phẩm vốn đã được coi là phổ thông này. Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của dịch lở mồm long móng hồi đầu năm và 7 tháng liên tục xảy ra dịch tả lợn châu Phi, sản lượng thịt lợn hơi trên địa bàn có giảm là điều không tránh khỏi. Qua tính toán, số lượng thiếu hụt khoảng 22% so với nhu cầu. Trong đó phải kể đến sản lượng thịt hơi của người dân vốn chăn nuôi nhỏ lẻ, nay do ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp tục khan hiếm. Thêm vào đó, việc tái đàn ở những vùng đang có dịch hiện cũng đang bị hạn chế. Nhiều hộ chăn nuôi e ngại không dám tái đàn. Ở thôn, hiện tại thôn Hồng Thái thì có tới 80-90% là các hộ đều dính. Bây giờ chỉ còn lại khoảng vài hộ là không dính thôi, chứ còn hầu như các hộ là dính hết. Và số lợn chết hết. Từ tháng 9 trở về đây, tỉnh Yên Bái đã có giải pháp bù đắp sản lượng thịt lợn thiếu hụt bằng cách chăn nuôi vỗ béo, trâu bò, các loại gia cầm, thủy cầm. Theo đó, tổng đàn gia súc chính tháng ước đạt trên 566.000 con, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính ước đạt gần 41.000 tấn, đạt 85,15% kế hoạch giao. Như vậy, về mặt lý thuyết sẽ bình ổn và nguồn thịt hơi cũng như nguồn thịt lợn cung cấp cho thị trường. Theo tính toán thì cái lượng lợn ở 13 cái trang trại lớn và những một số cái hộ chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học thì tính tổng thể thì vẫn đảm bảo theo cái nhu cầu của thị trường. Thế nhưng mà cũng có cái ở đây thì trên cái vì tình hình dịch xảy ra, thế là cái truyền thống chăn nuôi nhỏ lẻ thì cái lượng lợn cho nhỏ lẻ trong dân thì đã giảm sút, thì vì vậy cũng có cái hiện tượng là nâng giá. Hiện nay nguồn cung duy nhất được xem là ổn định đó là nguồn lợn từ các trang trại và công ty chăn nuôi lớn. Sau nhiều nỗ lực bảo vệ đàn lợn không bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, thì giờ đây toàn bộ thị trường thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh đang phụ thuộc vào nguồn cung này. Do không còn đối trọng với nguồn thịt lợn nuôi nhỏ lẻ trong của người dân, vì thế các doanh nghiệp trang trại chăn nuôi này đang chi phối thị trường thịt lợn trên địa bàn tỉnh. Theo nhận định, giá lợn hơi từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tí tiếp tục tăng, vì hiện tại dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều hộ chăn nuôi chưa thể tái đàn. Do vậy, việc găm hàng tăng giá rất có thể xảy ra. Điều này cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng để sớm bình ổn giá thịt lợn, tránh sự tăng giá các mặt hàng khác theo giá thịt lợn. Thời gian gần đây, giá thịt lợn lên cao đỉnh điểm, nhiều mặt hàng như sò chả cũng được đánh giá là tăng chóng mặt, khiến hoạt động kinh doanh của nhiều tiểu thương gặp khó khăn. Nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này tại các chợ lâm vào cảnh ế ẩm. Mở quầy từ 6 giờ sáng, nhưng tới hơn 10 giờ, quầy vẫn còn đầy áp thịt. Chị Hạt, tiểu thương chợ Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cho biết, hơn chục năm bán thịt, chưa có năm nào tệ như năm nay. Chưa hết dịch tả lợn châu Phi, đến giá lợn tăng cao, khiến sức mua giảm hẳn. Trước khách mua một lần cả kg,
nhưng bây giờ chỉ mua vài ba lạng. Chợ ế khiến chị Hạt cũng giảm một nửa lượng lớn hàng nhập về. Nói chung là khó khăn chung toàn thị trường, vì là bây giờ thực ra mà nói nó quá đắt thì dân hầu như là người ta toàn ăn thứ khác, nên là chúng tôi bán hàng rất là khó khăn. Nếu như ngày xưa tôi bán 40-50 cân thịt, nhưng bây giờ nói thật với các bác là 15 cân không bán nổi. Những ngày này dạo quanh các chợ trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đều chứng kiến ánh mắt buồn của các tiểu thương. Do hàng ế ẩm, có tiểu thương ở chợ Hiến Nam bỏ cả sạp hàng để đi lo việc gia đình. Tuy nhiên để giữ khách, một số tiểu thương còn chấp nhận lỗ nhưng vẫn phải nhập hàng. Có ngày lên đến khoảng 5-6 giá một ngày. Bây giờ lợn hơi chính thức là khoảng độ tầm 95.000 một cân. Lợn rất là cao mà dân tình họ ăn rất ít vì hạn chế đắt. Bây giờ 50.000 ba lạng thịt ba chỉ, người ta ăn những thứ khác thôi, còn chợ rất là ế. Từ ngày thịt lợn tăng giá, bà Lưu trú tại đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên cũng chỉ biết mua cầm chừng. Ngoài nguyên nhân do giá thịt cao, bà Lưu còn lo đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước đi chợ thì nhà tôi cũng hay ăn nhiều, nhưng mà bây giờ thì ăn chỉ bằng nửa trước thôi. Thế mà nói là dân người ta sợ là khi lợn đắt thì có thể là nuôi tăng trọng nhiều hơn. Từ trước thì chưa bao giờ có cái giá cao như thế này. Giá thịt lợn tăng dẫn tới giá nguyên liệu đầu vào của các trang trại chăn nuôi cũng tăng theo. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp thực phẩm cho các bữa ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Xuân Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phương Thủy ở xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ cũng chia sẻ. Với doanh nghiệp là hiện nay đang gặp một cái khó khăn rất lớn ở chỗ là doanh nghiệp là ký hợp đồng bán vào các bếp ăn, bán sản phẩm vào các bếp ăn là ổn định giá ngay từ đầu tháng. Đấy, thế khi mà giá nó biến động lên rất là cao thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái doanh thu. Cũng rất mong là thị trường nó ổn định ở cái mức giá trung bình, chúng cũng không mong muốn nó quá cao. Đấy, nó quá cao như thế này nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các trang trại chăn nuôi và doanh nghiệp chế biến. Khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh, giá thịt lợn đã tăng gấp 2,5 đến 3 lần so với trước, mức cao kỷ lục trong những năm gần đây, và hiện chu kỳ tăng giá này vẫn đang tiếp tục, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ đầu năm đến nay, dẫn đến nguồn cung lợn hơi khan hiếm. Sau thời gian bệnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành, rất nhiều gia đình, nhiều trang trại đã không còn lợn trong chuồng. Hiện nay nguồn lợn phải nhập từ miền Nam cũng khiến tăng thêm nhiều chi phí. Thịt lợn tăng giá, kéo theo các mặt hàng được chế biến từ thịt lợn cũng tăng theo như giò chả. Có thể thấy giá thịt lợn tăng gây áp lực lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Tết Nguyên đán đã cận kề, hy vọng các cơ quan quản lý nhà nước sớm có những giải pháp cân đối lượng cung cầu, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, không để tái dịch, hỗ trợ khuyến khích người chăn nuôi tiếp tục tái đàn nhằm ổn định lại thị trường. Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và Cục Quản lý Thị trường Bắc Ninh vừa kiểm tra đột xuất 4 kho chứa hàng của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Hải Nam có địa chỉ tại thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn sản phẩm thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ. Các sản phẩm chủ yếu nhập từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Nhiều sản phẩm còn in dán chữ tiếng Nhật để đánh lừa người tiêu dùng. Đặc biệt, trong đó có nhiều sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người như miếng hạ sốt của trẻ em, nước muối sinh lý, sản phẩm ủ nhiệt, giữ nhiệt. Lực lượng chức năng đang tiếp tục quá trình kiểm đếm, phân loại hàng hóa và làm việc với chủ cơ sở về các hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa. Mới đây tại quốc lộ 39A thuộc địa phận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt quả tang hai đối tượng Trần Minh Sáng sinh năm 1989, trú tại thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi và Đỗ Quang Phát sinh năm 2002 là hàng xóm của Sáng đang sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 89C18362 đang vận chuyển một bao tải bên trong có 18 hộp giấy màu đỏ vàng, bên ngoài có chữ nước ngoài nghi là pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sáng, tổ công tác thu giữ thêm 2 hộp giấy cùng loại với 18 hộp trên. Tại cơ quan điều tra, Sáng và Phát khai nhận số hộp giấy bị thu giữ là pháo nổ. Các đối tượng mua tại khu vực bến xe khách thị xã Mỹ Hào khi đang vận chuyển thì bị bắt giữ. Qua giám định, toàn bộ 20 hộp giấy trên là pháo nổ, loại 36 quả một hộp, có tổng khối lượng 27,9 kg.
Được biết, Sáng từng có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ đối với Sáng và Phát về hành vi vận chuyển hàng cấm, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Thực hiện các quy định của tỉnh Sơn La về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, đến nay trên địa bàn thành phố Sơn La đã có hàng trăm hộ gia đình, chính sách, người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở khang trang, kiên cố, ổn định cuộc sống. Tính đến hết tháng 11 năm 2019, thành phố Sơn La đã xây dựng nhà ở mới cho 179 hộ, sửa chữa 354 nhà ở cho các hộ theo quyết định số 3080 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Xây mới 105 nhà, sửa chữa 101 nhà cho các hộ theo quyết định số 3084 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng. Xây mới 7 nhà, sửa chữa 6 nhà ở cho các hộ theo quyết định số 2226 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Qua triển khai các chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố, đã giúp nhiều gia đình giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua huyện đoàn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo đoàn, các xã, thị trấn và đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc chung tay đóng góp và kêu gọi các mạnh thường quân thực hiện phong trào thắp sáng đường quê. Vừa qua, huyện đoàn Ân Thi vận động đoàn viên thanh niên trong huyện phối hợp cùng Điện lực Ân Thi lắp đặt đường điện thắp sáng tại các thôn An Đỗ và An Khải, xã Bắc Sơn với tổng chiều dài 1 km. Trước đó, các cơ sở đoàn trong huyện cũng đã chủ động ủng hộ và kêu gọi các mạnh thường quân thực hiện phong trào thắp sáng đường quê, điển hình như đoàn thanh niên xã Hồ Tùng Mậu kéo được 1,7 km đường điện tại thôn Gạo Bắc với tổng kinh phí 170 triệu đồng. Đoàn xã Cẩm Ninh kéo được 2,5 km đường điện tại các thôn Bình Xá và Lã Xá, trong đó có những chi đoàn thôn phụ trách đóng tiền điện hàng tháng. Công trình không những góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các phương pháp dạy học tích cực. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm hỗ trợ dạy và học, nhờ đó tạo thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nhiều năm nay, trường tiểu học thị trấn Ân Thi luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Nhà trường khuyến khích giáo viên chủ động soạn bài giảng tài liệu giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin. 100% giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế bài giảng như PowerPoint, e-learning. Cùng với đó, nhà trường trang bị 9 máy chiếu cùng hệ thống máy tính được kết nối mạng Internet, phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu tài liệu, phục vụ giảng dạy của giáo viên. Nhờ vào sử dụng máy tính, máy chiếu, màn hình cảm ứng, mạng Internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy như âm thanh, ánh sáng, bài giảng của giáo viên trở nên sinh động, học sinh dễ tiếp thu hơn. Việc giảng dạy với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm cũng mang lại kết quả tích cực. Em cảm thấy là những tiết học này rất là thú vị ạ. Chúng em không chỉ học bài bằng cách ghi chép truyền thống hay là chỉ nghe lời giảng của thầy cô mà còn được tiếp nhận thông tin từ những hình ảnh, những âm thanh minh họa cho bài học. Như vậy thì thông tin nó sẽ phong phú và đa chiều hơn, cũng là liên hệ gần gũi với thực tế hơn ạ. Cái công tác mà ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Phòng giáo dục thì cũng đã quán triệt chỉ đạo đến các đơn vị nhà trường triển khai thực hiện một cái nghiêm túc ứng dụng nề nếp thường xuyên trong cái công tác giảng dạy, cho nên là cái việc mà chất lượng giáo dục của các nhà trường đã có chuyển biến rõ rệt. Trong thời đại công nghệ, việc tiếp cận tài liệu số hóa kiến thức để truyền đạt cho học sinh đều được 100% nhà trường trong tỉnh chú trọng quan tâm. Cụ thể, thông qua việc mua bản quyền các phần mềm tìm kiếm thông tin, tiếp cận với ngân hàng đề thi câu hỏi trắc nghiệm, tự luận như phần mềm Violet, MasterTest. Thông qua đó, mỗi giờ học, mỗi kiến thức được truyền đạt đều có những điểm mới tạo hứng thú cao cho mỗi em học sinh. Ngoài việc mà tổ chức các cái đợt tập huấn cho giáo viên việc sử dụng các phần mềm, thì nhà trường rất là khuyến khích các giáo viên là tự học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao cái kiến thức về công nghệ thông tin của mình để cho có thể áp dụng được những cái phần mềm vào trong cái giờ học ở trên lớp để học sinh có thể sinh động hơn.
việc đưa giáo án điện tử giảng dạy thông qua các phần mềm và các nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời giúp học sinh có thêm nhiều hứng thú trong mỗi giờ học. Nhờ đó, nâng cao hiệu quả giảng dạy, chất lượng giáo dục toàn diện tại mỗi nhà trường. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.